Tin Aman Jordan. Nhà hàng thương xót cung cấp bữa tối cho người Hồi giáo trong tháng Ramadan. Một lần nữa trong năm nay, tại Aman Jordan, nhà hàng thương xót quán ăn cho người nghèo do Caritas quản lý, với sự bảo trợ của vị đại diện Đức Thượng Phụ ở Jordan, sẽ mở cửa vào buổi tối để phục vụ khách hàng người Hồi giáo. Các tình nguyện viên của Caritas Jordan và nhóm các bạn trẻ đến từ các giáo xứ là những người phục vụ các bữa ăn. Cha Jordan Rifas Bader, người hướng dẫn sáng kiến này, nhấn mạnh rằng ơn gọi của nhà hàng thương xót như một dấu chỉ của sự hiệp nhất và sự gắn kết của Jordan. Caritas Jordan cũng đã bắt đầu một chiến dịch phân phối thực phẩm cho các gia đình Hồi giáo nghèo. Cụ thể, trong tháng Ramadan, thành viên của Caritas sẽ cung cấp các gói thực phẩm thiết yếu cho khoảng 3.000 hộ gia đình. Nhà hàng thương xót mở cửa vào ngày thứ Tư, ngày 23 tháng 12 năm 2015, một vài ngày sau khi bắt đầu năm thánh thương xót do Đức Giáo hoàng Francisco công bố. Kể từ đó, mỗi ngày nhà hàng cung cấp hàng trăm bữa ăn nóng miễn phí cho những ai có nhu cầu.